Rồi, hello, xin chào cả nhà. Phương xin chào toàn thể các anh chị em trong khung dung của chúng ta đã quay lại chu kỳ Zoom 30 ngày dùng sức mạnh tiềm thức để đạt chính xác kết quả tài chính trong chu kỳ tháng 11 2022 này cùng với Hoàng Phương nha. Buổi tối ngày hôm nay Phương xin chúc cho toàn thể anh chị em mình một buổi tối tràn đầy năng lượng, thành công, giàu có, hạnh phúc, viên mãn suốt cả cuộc đời. Tối hôm nay thì chúng ta cùng với Phương đi đến nội dung của buổi livestream ngày số 17. Nội dung rất là tuyệt vời buổi tối hôm nay, đó chính là quyền năng kỳ diệu của tiềm thức. Quyền năng kỳ diệu của tiềm thức, một chủ đề rất là hay, một chủ đề rất là hấp dẫn, đúng không ạ? Và bây giờ Phương xin mời toàn thể anh chị em mình, chúng ta chưa mở cam thì mình hãy mở cam để chuẩn bị bắt đầu chương trình buổi tối ngày hôm nay ạ. Và cũng trước khi bắt đầu chương trình thì Phương cũng muốn được giao lưu với toàn thể anh chị em mình. Lần đầu tiên mình vào buổi Zoom tối hôm nay, đúng không ạ? Những anh chị em nào mà buổi đầu tiên mình vào, mình hãy comment cho Phương thứ 1 để Phương được làm quen nha. Những anh chị em nào lần đầu tiên mình tham gia buổi Zoom mà học bộ công thức của nguồn lực 30 ngày ạ. Toàn là như vậy là không có anh chị em mới nào luôn, quá tuyệt vời ha. Rồi, Phương xin chúc cho toàn thể chúng ta một buổi tối tràn đầy năng lượng nha. Bắt đầu chúng ta cùng với Phương đi vào nội dung của buổi tối ngày hôm nay. Đầu tiên, Phương cùng với toàn thể anh chị em mình ôn tập lại những kiến thức của buổi Zoom tối hôm qua. Buổi Zoom tối hôm qua mình đang học chủ đề gì ạ? Chúng ta hãy comment trên khung chat của mình để cùng nhau ôn lại những kiến thức một khoảng tầm 5 phút ha. Để chờ đợi những anh chị em mình đang trên đường vào. Nội dung của ngày hôm qua chúng ta đã học đến ngày livestream số 16, đó chính là hợp nhất giữa ý thức và tiềm thức là một. Quá tuyệt vời, chúc mừng bạn Tú Trinh nha. Để hợp nhất giữa ý thức và tiềm thức là một thì chúng ta sẽ có hai con đường, hai cách làm, đúng không ạ? Cách đầu tiên là mình sẽ đi từ bên ngoài đi vào. Đi từ bên ngoài đi vào có nghĩa là chúng ta phải đi từ ý thức, đi qua rào cản của ý thức và đi thẳng vào tiềm thức của mình. Vậy thì với cách số 1 này chúng ta cần phải luyện tập đi, luyện tập lại nhiều lần. Bởi vì phải đi qua bộ lọc của ý thức, cho nên chúng ta cần phải luyện tập đi, luyện tập lại. Và luyện tập đầu tiên là chúng ta cần luyện tập 6 mục tiêu nhỏ hàng ngày. Một là đi đường nền xanh thông thoáng đảm bảo an toàn. Nắng mưa là việc của ta. Tiền về hàng ngày. Khách hàng tự động gõ cửa mua hàng. Có một người bạn cũ lâu năm gọi điện được tặng quà. Đó là những mục tiêu nhỏ hàng ngày chúng ta để huấn luyện thói quen cho tiềm thức. Khi ý thức đưa ra quyết định thì tiềm thức thực thi quyết định đó cho mình. Và luyện tập thứ hai nữa là chúng ta luyện tập bằng bức tranh mục tiêu kết quả tài chính 30 ngày của mình. Chúng ta liên tục hình dung tưởng tượng kết quả đã đạt được rồi và nghe bức tranh thôi miên kết quả tài chính 6 tháng của mình. Như vậy chúng ta sẽ có những bước luyện tập đều đặn mỗi ngày, đúng không ạ? Với bức tranh thôi miên 6 tháng thì chúng ta sẽ nghe 2 lần trong ngày, buổi sáng khi mình vừa mới thức dậy và buổi tối khi chúng ta đi ngủ thì chúng ta nghe để huấn luyện thói quen cho tiềm thức. Rồi, đó là cách đầu tiên. Cách đầu tiên mình phải đi từ bên ngoài đi vào, sẽ hợp nhất được ý thức và tiềm thức là một. Cách thứ hai là chúng ta đi từ bên trong đi ra. Đi từ trong đi ra có nghĩa là không qua rào cản của ý thức nữa, không qua ý thức nữa mà đi thẳng từ trong tiềm thức đi ra ngoài luôn. Vậy thì để làm được cách thứ hai này thì chúng ta sử dụng câu nói quyền năng của tiềm thức. Câu nói quyền năng của tiềm thức đó chính là ngay bây giờ, ngay lúc này, tiềm thức cho tôi con đường nhanh nhất, ngắn nhất và dễ dàng nhất để tôi đạt mục tiêu, đúng không ạ? Và mục tiêu của mình là mục tiêu con số bao nhiêu thì mình nói ra với tiềm thức luôn. Hoặc là mình sử dụng câu nói là ngay bây giờ, ngay lúc này, tiềm thức cho chị con câu trả lời chính xác nhất với trường hợp này, hoặc cho chị câu trả lời nhanh nhất với trường hợp này, hoặc là cho chị ký hợp đồng thành công với hợp đồng có tên là tên là gì thì mình hãy ghi ra luôn, đúng không ạ? Đó chính là những câu nói quyền năng của tiềm thức chúng ta sử dụng để mình đi từ bên trong đi ra. Bởi vì đi từ bên trong đi ra thì đòi hỏi chúng ta cần phải có sự tập trung. Những cái hình ảnh gây nhiều nội tâm bên trong của mình nó thường xuyên xuất hiện sẽ làm cho mình mất sự tập trung với mục tiêu của mình. Cho nên chúng ta cần phải hiểu rõ, nắm rõ tất cả những kiến thức khoa học nền tảng của sức mạnh tiềm thức. Chúng ta cần được có niềm tin nhất quán với sức mạnh tiềm thức thì chúng ta sẽ nhất quán từ bên trong đi ra nó dễ dàng hơn. Như vậy thì để hợp nhất ý thức và tiềm thức là một thì Phương đã cùng với chúng ta ôn lại kiến thức buổi tối hôm qua. Thì mình có hai cách, đúng không ạ? Cách số 1 là đi từ bên ngoài đi vào, cần đòi hỏi phải có sự luyện tập đi luyện tập lại nhiều lần bằng những mục tiêu, bằng những bức tranh hình ảnh. Và đi từ bên trong đi ra thì chúng ta sẽ có mình sử dụng những câu nói quyền năng của tiềm thức kết hợp với việc học kỹ những kiến thức và ứng dụng để giúp cho mình đạt mục tiêu là tiềm thức hợp nhất và ý thức là một. Rồi, như vậy thì Phương đã cùng với chúng ta ôn lại những kiến thức của buổi dung tối hôm qua xong rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi đến phần số 2. Phần số 2 của buổi tối dung ngày hôm nay đó chính là Phương cùng với anh chị em mình đã làm 6 bước mỗi ngày. 6 bước mỗi ngày này, bước đầu tiên là chúng ta cùng nhau tổng kết ít nhất là 3 đến 5 thành công trong ngày hôm nay của mình. Tổng kết ít nhất là 3 đến 5 thành công ạ. Như vậy thì chúng ta hãy tập trung vào những thành công để cho thành công nối tiếp thành công. Thành công mở rộng sẽ thu hút nhiều thành công hơn đến với mình. Chúng ta hãy ứng dụng ngay lập tức, đó là chúng ta comment trên khung chat những thành công của mình. Ít nhất là 3 thành công ạ. Chúng ta hãy comment những thành công và Phương làm bước tiếp theo. Trong lúc chờ đợi anh chị em comment những thành công nha. Bước thứ 2 là chúng ta bỏ quỹ tự do tài chính, kiểm đếm số dư và ăn mừng. Bỏ quỹ tự do tài chính, kiểm đếm số dư và ăn mừng. Với bước bỏ quỹ tự do tài chính này là giúp cho chúng ta tập trung vào số dư. Số dư mở rộng giúp cho chúng ta luyện tập thói quen cho tiềm thức quản lý dòng tiền cá nhân của mình một cách xuất sắc nhất. Và dòng tiền này chúng ta dùng để đi đầu tư gia tăng tài sản mang tên của mình. Và tài sản thì càng để lâu càng có giá trị, càng để lâu càng tăng giá. Chính vì thế chúng ta muốn được tự do về tài chính thì chúng ta cần phải có tài sản, đúng không ạ? Chúng ta cần phải có tài sản. Bởi vì khi chúng ta không làm việc nữa thì tài sản đó vẫn tạo ra cho mình dòng tiền. Tài sản càng ngày càng nhiều tài sản hơn. Thì như vậy chúng ta mới được tự do về tài chính. Rồi, bước thứ 3 là chúng ta cùng nhau tuyên bố những niềm tin hỗ trợ cho sức mạnh tiềm thức. Tuyên bố những niềm tin hỗ trợ cho sức mạnh tiềm thức. Chúng ta hãy đặt tay lên tim của mình vào cùng với Phương tuyên bố những niềm tin hỗ trợ cho sức mạnh tiềm thức nha. Tôi là bậc thầy sử dụng sức mạnh tiềm thức. Ý thức và tiềm thức của tôi hợp nhất là một. Tôi kiếm tiền và gia tăng tài sản bằng tiềm thức. Tôi là nam châm hút tiền và tài sản. Tôi là triệu phú đô la. Cảm ơn tiềm thức, cảm ơn tiềm thức. Bước thứ 4, tái thiết lập lại bản tài chính gốc trong tâm thức của mình bằng 17 tư duy triệu phú. Chúng ta hãy đặt tay lên tim của mình và Phương cùng với Phương để tuyên bố 17 tư duy triệu phú với một bước đó chính là cảm xúc ha. Còn ở ngoài, thông thường ở hàng ngày chúng ta thường phải làm đầy đủ với công thức là VAKS, nhưng ở trên Zoom thì mình chỉ có làm một bước là cảm xúc thôi. Chúng ta hãy tuyên bố nha. Tôi là bậc thầy, tôi là nhà quản lý tiền xuất sắc. Tôi luôn chi cho bản thân trước. Tôi gửi tiền vào quỹ tự do tài chính mỗi ngày. Tiền của tôi làm việc cho tôi kiếm cho tôi ngày càng nhiều tiền và tài sản. Tôi kiếm dư thu nhập của đồng để chi trả cho giá trị sống mà tôi muốn. Tôi tự do về tài chính. Tôi làm việc bởi vì tôi lựa chọn như vậy. Công việc kinh doanh ngoài giờ của tôi là quản lý và đầu tư tiền để tạo ra các nguồn thu nhập thụ động. Tôi tạo ra cuộc sống của tôi. Tôi tạo ra chính xác số lượng thành công về tài chính của tôi. Tôi chơi trò chơi tiền bạc để giành chiến thắng. Mục đích của tôi tạo ra cuộc sống giàu có và dư dả. Tôi ngưỡng mộ và noi gương những người giàu có và thành đạt. Tôi tin rằng tiền là quan trọng, tiền là hạnh phúc, tiền giúp cho cuộc sống dễ chịu hơn. Tôi là người cho đi rộng lượng và người đón nhận từ khôi. Tôi thực sự biết ơn về tất cả số tiền tôi đang có hiện nay. Các cơ hội phát tài đều đang đến với tôi. khả năng kiếm giữ số tiền và phát triển kinh doanh của tôi tăng lên từng ngày. Tôi là nam châu một tiền và tài sản. Tôi là triệu phú đô la. Yes, cảm ơn tiềm thức, cảm ơn tiềm thức. Như vậy chúng ta rất là cảm xúc. Như vậy thì bước tiếp theo trong ngày là bước số 5 ạ. Liên tục hình dung tưởng tượng bức tranh kết quả tài chính 30 ngày của mình đã đạt được rồi. Như vậy có nghĩa là chúng ta luôn luôn sống trong cảm giác ăn mừng, hạnh phúc bởi vì mình đã đạt được kết quả rồi, đúng không ạ? Tiềm thức của chúng ta thì rất là thích cảm xúc, càng cảm xúc bao nhiêu, càng hạnh phúc bao nhiêu thì tiềm thức hưởng ứng mục tiêu kết quả cho mình càng nhanh. Chính vì thế với bức tranh kết quả mục tiêu lợi nhuận 30 ngày của mình tháng 11 này, chúng ta luôn luôn sống trong cảm giác là đã đạt được kết quả rồi. Ăn mừng thành công của mình gồm có những ai, lúc đó mình mặc bộ áo quần màu gì, lúc đó mình đang uống ly cà phê hay mình đang uống ly nước cam, mình đang dùng nước gì. Mình hãy nhắm mắt hình dung tưởng tượng chỉ có 1 phút thôi, nhưng mà sự tưởng tượng đó, kỹ thuật tưởng tượng đó sẽ giúp cho chúng ta đạt mục tiêu nhanh hơn. Chính vì thế chúng ta phải liên tục hình dung tưởng tượng bức tranh mục tiêu của mình. Và nghe thôi miên bức tranh kết quả tài chính 6 tháng của chúng ta tại 2 thời điểm: buổi tối khi mình vừa bắt đầu đi ngủ, đúng không ạ, và buổi sáng khi chúng ta vừa mới thức dậy. Đó là bước số 5. Tiếp theo là bước số 6. Bước số 6 trong ngày là chúng ta huấn luyện thói quen cho tiềm thức. Huấn luyện thói quen cho tiềm thức là khi ý thức đưa ra quyết định, ngay lập tức là tiềm thức thực thi quyết định đó cho mình. Chúng ta đưa ra quyết định là hôm nay tôi được tặng quà. Thế thì chúng ta đã huấn luyện thói quen cho tiềm thức thì tiềm thức hưởng ứng cho mình là được tặng quà, đúng không ạ? Hoặc là mình kinh doanh thì mình đặt mục tiêu là khách hàng tự động gõ cửa mua hàng, hoặc là tiền về hàng ngày. Thế thì khi mình đưa ra quyết định như vậy và tiềm thức của mình đã được huấn luyện thành một thói quen rồi, tiềm thức hưởng ứng cho mình rất là nhanh luôn, rất là thích luôn, đúng không ạ? Đó là 6 bước làm mỗi ngày. Chúng ta phải làm đều đặn trong thời gian dài hạn nha. Làm liên tục trong thời gian dài hạn. Rồi, rất là tuyệt vời. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với ăn mừng thành công của mình, của bạn mình. Ăn mừng thành công ạ. Ăn mừng thành công là một phần rất là quan trọng, bởi vì là anh chị em mình cần phải có nhiều thành công để thành công nuôi dưỡng thành công nối tiếp thành công. Rồi, bây giờ Phương sẽ đọc thành công của toàn thể anh chị em chúng ta nha. Chúng ta hãy nhanh tay comment những thành công của mình để Phương đọc thành công của chúng ta. Chúng ta hãy nhanh tay comment những thành công của mình nha. Và Phương đầu tiên Phương sẽ đọc thành công của Phương trong ngày hôm nay trước, trong lúc chờ đợi anh chị em mình comment thêm nhiều thành công nữa để Phương đọc. Thành công đầu tiên của Phương trong ngày hôm nay, 1 là dậy sớm đọc sách cùng với tất cả những anh chị em trong nhóm học tập mãi mãi trường tồn, nhận được nhiều kiến thức giá trị rất là tuyệt vời. Thành công thứ 2 trong ngày hôm nay đó chính là hoàn thành xuất sắc buổi Zoom 21h30 để chia sẻ với chúng ta bộ công thức của nhân lực, giúp cho chính mỗi bản thân anh chị em mình có được bộ công thức để mình đạt chính xác mục tiêu tài chính như mình mong muốn. Và thành công thứ 3 trong ngày hôm nay nữa là Phương được tặng quà. Yes, cảm ơn tiềm thức, cảm ơn tiềm thức. Và thành công thứ 4 trong ngày hôm nay nữa là gì ạ? Phương đã nhận được fan ID để đi đến Qatar xem bóng đá cùng với 105 anh chị em trong câu lạc bộ giáo dục tài chính chất lượng. Yeah, rất cảm xúc luôn. Phương cùng tất cả những anh chị em vừa mới đi về, bước vào nhà gọi là ngay lập tức Phương gửi link Zoom để vào phòng Zoom của chúng ta luôn. Rất là cảm xúc, rất là tuyệt vời, quá tuyệt vời luôn. Và thành công thứ 5 trong ngày hôm nay của Phương là tiền về tài khoản Techcombank của Phương là 100 triệu. Yes, cảm ơn tiềm thức, cảm ơn tiềm thức. Tôi là nam châm một tiền và tài sản, đúng không ạ? Càng trao giá trị cho cộng đồng nhiều bao nhiêu thì mình càng có nhiều thành công bấy nhiêu, đúng không ạ? Càng đọc nhiều thành công của anh chị em mình thì Phương càng có nhiều thành công hơn, bởi vì bản chất là khi mình ăn mừng thành công của người khác, khi mình đọc thành công của người khác chính là lúc mình đang gieo vào tiềm thức của mình những cảm xúc, những hạt mầm, những suy nghĩ của sự thành công. Chính vì thế chúng ta muốn mình có nhiều thành công hơn thì mình ăn mừng thành công của tất cả mọi người thật nhiều vào, thật năng lượng vào, đúng không ạ? Và mình đọc thành công, mình tìm kiếm rất nhiều thành công trong ngày để mình ăn mừng. Rồi bây giờ Phương đọc thành công của toàn thể anh chị em chúng ta nha. Thành công đầu tiên của chị Ngọc Hoa, một là chép livestream ngày số 9 được 14 trang, quá tuyệt vời, xin chúc mừng chị Hoa nha. Thành công thứ hai là tiền về 2.740.000, yeah. Tôi là nam châm mục tiền và tài sản. Thành công thứ ba được tặng quà. Thành công thứ tư ăn uống miễn phí. Thành công thứ năm gia đình vui vẻ, hòa hợp, hạnh phúc. Xin chúc mừng chị Hoa nha, quá tuyệt vời luôn. Chị Hoa ngày nào cũng gửi chép livestream cho Phương hết, rất là tuyệt vời, rất là kỷ luật, cam kết, rất là nhất quán. Người thành công thì rất là cần yếu tố nghiêm túc, kỷ luật và nhất quán. Thành công ngày hôm nay của Miss Bảo Ái, một là bỏ quỹ tự do tài chính 50.000, yeah. Hai là thu hồi thu nhập 20 triệu, quá tuyệt vời. Tôi là nam châm tiền và tài sản, lòng tôi đã đón nhận số tiền là 20 triệu, 20 triệu là của tôi. Thành công thứ ba, con cái thông minh thiên tài, lễ phép. Thành công thứ tư, gặp bạn bè cũ lâu năm. Thành công thứ năm, khách hàng tự động gõ cửa mua hàng 120 triệu, yeah. Xin chúc mừng chị Bảo Ái nha. Biết ơn nhóm trưởng Mít Tây Lê, cha giàu mẹ giàu, cùng với tất cả những anh chị em trong nhóm học tập. Xin chúc mừng chị Bảo Ái ạ, quá tuyệt vời. Thành công ngày hôm nay của Mít Trâm Anh, một là con cái, một là được con gái gửi tặng 10 triệu, quá tuyệt vời luôn. Tôi là nam châm hút tiền và tài sản này. Hai là có một đơn hàng trị giá là 1.100.000. Ba, từ mua cho gia đình mình máy tạo nước hydrogen, chăm sóc sức khỏe, có sức khỏe thì mình có tất cả, quá tuyệt vời. Thành công thứ tư là vào Dung học đúng giờ. Thành công thứ năm, con cái thông minh thiên tài, gia đình hạnh phúc. Cảm ơn tiềm thức, cảm ơn cha giàu Lê Đức, cảm ơn mẹ giàu Hoàng Phương, cảm ơn rất rất nhiều. Xin chúc mừng Miss Trâm Anh ạ, quá tuyệt vời luôn. Thành công tiếp theo ngày hôm nay của Miss Tân Hoa, một là dậy đúng giờ tham gia các buổi Zoom. Hai là bỏ quỹ tự do tài chính 20.000. Ba là con cái ngoan hiền thiên tài. Bốn, đi đường nền xanh thông thoáng đảm bảo an toàn. Năm là được ăn uống miễn phí. Sáu là được một người bạn cũ lâu năm hẹn gặp. Bảy là chép live stream xong buổi 2 và buổi 3 của mẹ giàu Hoàng Phương. Cảm ơn cha giàu Lê Đức, mẹ giàu Hoàng Phương. Cảm ơn tiềm thức, cảm ơn tiềm thức. Xin chúc mừng Mỹ Trần Hoa nha, quá tuyệt vời, quá thành công ạ. Thành công ngày hôm nay của Miss Phạm Thắm, một là nghe 5 chương sách sức mạnh tiềm thức, có nghĩa là nghe sách nói, nghe sách nói. Và thứ hai là thực hành video tiếng Anh, một video chia sẻ về V3. Như vậy là Miss Phạm Thắm chắc là bạn mới đúng không? Chắc là bạn mới. Rồi, xin chúc mừng Miss Phạm Thắm với rất là nhiều thành công trong ngày hôm nay. Rồi, tiếp tục thành công ngày hôm nay của Miss Mai Hương. Một là tham gia học Zoom tối cùng với các anh chị em. Hai là tiền về 270.000. Yeah. Tôi là nam châm một tiền và tài sản. Thành công thứ ba, bỏ quỹ tự do tài chính 50.000. Thành công thứ tư, con cái khỏe mạnh, thông minh thiên tài, gia đình hòa hợp hạnh phúc. Thành công thứ năm, đi đường này xanh thông thoáng đảm bảo an toàn. Cảm ơn tiềm thức, cảm ơn mẹ giàu Hoàng Phương và cha giàu Lê Đức. Cảm ơn nhóm trưởng Mít Tự Anh Ngọc Lâm, em Mỹ Lan cùng với các anh chị em nhóm trưởng. Thành công ngày hôm nay của Mít Thanh Dung, thành công ngày hôm nay của Mít Thanh Dung, một là hoàn thành 3 livestream trong ngày. Hoàn thành 3 livestream trong ngày. Thành công thứ hai là tham gia Zoom cùng với đội nhóm đầy đủ. Thành công thứ ba là bỏ quỹ tự do tài chính 20.000. Thành công thứ tư, con cái thông minh thiên tài. Cảm ơn tiềm thức, cảm ơn tiềm thức. Rồi, xin chúc mừng thành công của Miss Thanh Dung ngày hôm nay ạ. Thành công tiếp theo của Miss Lê Loan, một là dậy sớm đọc sách cùng với mọi người. Hai là ăn uống miễn phí. Ba là tiền về 1.500.000. Yeah, cảm ơn tiềm thức, cảm ơn tiềm thức. Tôi là nam châm một tiền và tài sản. Thành công thứ ba là bỏ quỹ tự do tài chính 200.000 để về 200 triệu. Quá tuyệt vời luôn. Thành công tiếp theo ngày hôm nay của Miss Dương Luân, một là đi đường nền xanh thông thoáng đảm bảo an toàn. Hai là tiền về 200.000. Thành công thứ ba được tặng quà. Thành công thứ tư được ăn uống miễn phí. Thành công thứ năm gia đình vui vẻ, hòa hợp, hạnh phúc. Rồi xin chúc mừng thành công của Mỹ Dương, Dương Lan ạ. Thành công ngày hôm nay của Mít Lo Hồng. Mít Lo Hồng ha. Một là đi đường nền xanh thông thoáng đảm bảo an toàn. Hai là được tặng quà. Ba, tiền về 200.000. Bốn, tìm được việc trò ứng ý. Chưa hiểu lắm. Tiềm thức, đang phân tích. Tìm được việc như ý. Rồi cảm ơn cha giàu, cảm ơn mẹ giàu, cảm ơn tiềm thức, cảm ơn bạn Mỹ Lan rất rất nhiều. Xin chúc mừng thành công ngày hôm nay của Miss Lo Hồng nha. Tiếp theo ạ, thành công ngày hôm nay của Miss Thanh Tâm. Một là bỏ quỹ tự do tài chính 10.000 để về 10 tỷ. Thành công thứ hai là được tặng quà từ học sinh. Thành công thứ ba là tiền về 200.000. Tôi là nam cho một tiền và tài sản. Thành công thứ tư, đi đường nền xanh thông thoáng đảm bảo an toàn. Thành công thứ năm, gia đình hòa hợp, con cái thông minh hiện tại. Thành công thứ sáu, nắng mưa là việc của ta. Thành công thứ bảy, cảm ơn cha giàu Lê Đức, mẹ giàu Hoàng Phương, trưởng nhóm Mr. Trần Thăng, cảm ơn tiềm thức. Xin chúc mừng thành công ngày hôm nay của Mít Thanh Tâm. Chúng ta hãy thả một trái tim để cho tất cả những thành công của anh chị em mình nha. Thành công tiếp theo ngày hôm nay của Mít Phạm Thắm. Một là đi đường nền xanh thông thoáng đảm bảo an toàn. Hai, con cái ngoan ngoãn, thông minh thiên tài, gia đình hòa hợp vui vẻ. Ba là nấu cơm ngon cho mẹ ăn. Bốn là gieo hạt tri thức trong Zoom thảo luận. Vô cùng tuyệt vời, xin chúc mừng thành công của Miss Phạm Thắm ạ. Lúc này ở trên có 2 thành công, bây giờ lại tiếp tục thêm được 4 thành công nữa. Và tuyệt vời, ngày hôm nay Phạm Thắm có 6 thành công. Thành công ngày hôm nay của Miss Nguyễn Huân. Một là đi đường nền xanh thông thoáng đảm bảo an toàn. Hai, con cái chăm ngoan. Ba là hàng bán trôi chảy. Rất là tuyệt vời ha. Thành công thứ tư là tiền về 600.000. Tôi là nam chồng một tiền và tài sản. Thành công thứ năm là bỏ quỹ tự do tài chính 10.000 để về 10 triệu. Thành công thứ sáu được ăn uống miễn phí, biết ơn cha giàu, mẹ giàu, cảm ơn chị Mỹ Hằng, cảm ơn tiềm thức. Rồi xin chúc mừng Mỹ Nguyễn Huân ạ. Thành công ngày hôm nay rất là tuyệt vời. Tiếp theo, thành công ngày hôm nay của Mr. Nguyễn Phương Nam. Một là dậy sớm nghe Zoom, chắc là dậy sớm đọc sách Zoom 5 giờ sáng đây ha. Và thành công thứ hai là bán hàng 3 triệu, có nghĩa là tiền về 3 triệu. Cảm ơn tiềm thức. Thành công thứ ba là bỏ quỹ tự do tài chính 100.000 để về 100 triệu. Cảm ơn tiềm thức. Tôi là nam siêu một tiền và tài sản. Miss Nguyễn Phương Nam. Phương thấy là thành công ngày hôm nay của Miss Trần Hiên. Một là đọc bản tuyên bố 17 tư duy triệu phú 2 lần. Hai là đi tiền về 2.360.000. Tôi là nam châm một tiền và tài sản. Thành công thứ ba là khách hàng tự động gõ cửa mua hàng. Thành công thứ tư bỏ quỹ tự do tài chính 10.000 để sinh 10 tỷ. Quá tuyệt vời luôn. Thành công thứ năm là đọc một chương sách sức mạnh tiềm thức ha. Rồi, thành công tiếp theo của Miss Thanh Trúc. Một là chép livestream ngày số 5 được 15 trang. Quá tuyệt vời ạ. Thành công thứ hai là tiền về 535.000. Thành công thứ ba đi đường thông thoáng đảm bảo an toàn, điều khiển được thời tiết. Quá xuất sắc luôn, điều khiển được thời tiết. Như vậy là đang luyện tập để đạt cấp độ level cao nhất, ý thức và tiềm thức hợp nhất là 1 rồi. Điều khiển được thời tiết là đẳng cấp luôn rồi đó. Thứ tư là bỏ quỹ tự do tài chính 50.000 để về 50 tỷ. Thành công thứ năm là gia đình hòa hợp vui vẻ hạnh phúc. Thành công ngày tiếp theo hôm nay của Miss Trương Khuyên. Một là đọc sách buổi sáng đúng giờ. Hai là bỏ quỹ tự do tài chính 50.000 để về 50 tỷ. Thành công thứ ba được tăng qua. Thành công thứ tư tiền về 600.000 để tiền về 600.000. Yes. Cảm ơn tiềm thức. Thành công thứ năm là đi đường đèn xanh thông thoáng. Thành công số 6 chép livestream 17. Gia đình hạnh phúc, cảm ơn Cha Giàu cảm ơn mẹ Giàu, cảm ơn các anh chị trưởng nhóm, cảm ơn tiềm thức rất rất nhiều. Xin chúc mừng thành công ngày hôm nay của chị Trương Khuyên nha. Như vậy chúng ta mong muốn có nhiều thành công hơn, mong muốn tiền về nhiều hơn, nguồn lực về nhiều hơn thì chúng ta chép livestream ạ. Chép livestream càng nhiều càng tốt. Chép livestream kỹ từng câu từng chữ nữa thì lại càng tốt hơn. Thành công ngày hôm nay của Mỹ Diên, một là được ăn ngon, hai là tiền về 210.000, ba là vui vẻ cả ngày. Rất là tuyệt vời ha. Xin chúc mừng Mỹ Diên nha. Tiếp tục, thành công ngày hôm nay của Miss Đỗ Tám, một là gia đình hạnh phúc, con cái thông minh thiên tài, hai là bỏ quỹ tự do tài chính 100.000. Thành công thứ ba là được đọc 40 trang sách. 40 trang sách gì mình ghi tên của sách luôn chị Tám nha. Thành công thứ năm là vào Zoom đúng giờ. Thành công thứ sáu là ăn uống miễn phí. Rồi, xin chúc mừng chị Đỗ Tám ạ. Tiếp theo, thành công ngày hôm nay của Miss iPhone. Không biết Miss iPhone là tên iPhone hay là Mister đấy không biết nữa. Mình chưa đổi tên. Mình hỏi bạn mình để đổi cho đúng tên nha. Thành công ngày hôm nay của bạn iPhone đó chính là mở liên kết linh dung của mẹ Giàu gửi. Không biết được. Đây là chị Diêu Thúy. Đúng không ạ? Thành công ngày hôm nay của chị Diêu Thúy chưa đổi tên. Một là mở liên kết linh dung của mẹ Giàu Hoàng Phương gửi. Hai là được nhận quà 1 triệu. Cảm ơn tiềm thức, tôi là nam cho một tiền. Thành công thứ ba là bỏ quỹ tự do tài chính 50.000. Cảm ơn mẹ Giàu, cảm ơn tiềm thức. Rồi, xin chúc mừng chị Diêu Thúy ạ. Thành công ngày hôm nay của Miss Bùi Chiên, một là dậy sớm vào Zoom đọc sách 5 giờ sáng cùng với đội nhóm. Hai là bỏ quỹ tự do tài chính 2 triệu. Tôi là nắm trong tiền và tài sản. Ba là tiền về 4.671.000. Tôi là nắm trong tiền. Thành công thứ tư là được mời ăn tối miễn phí. Thành công thứ năm, gia đình hòa hợp, an bình. Xin chúc mừng Miss Bùi Chiên nha. Rất là nhiều thành công, quá tuyệt vời ạ. Thành công tiếp theo của Nguyễn Phương Nam. Có ghi thành công tiếp nữa ha. Thành công ngày hôm nay tiếp theo của Mr. Nguyễn Phương Nam đó chính là có con cháu ở xa về vui vẻ và được tặng 2 triệu, rất là hạnh phúc. Xin chúc mừng. Tôi là nam châm hủ tiền và tài sản. Quá tuyệt vời luôn. Thành công tiếp theo ngày hôm nay của Miss Thủy Trần, một là chép 2 livestream, hai là đọc 2 chương sách sức mạnh tiềm thức, 3 tham gia Zoom của đội nhóm, 4 là bỏ quỹ tự do tài chính 10.000 để về 10 triệu. Tôi là nam châm hủ tiền và tài sản. Rồi, như vậy còn một thành công nữa. Rồi, thành công ngày hôm nay của Miss Nguyễn Hằng, một là vào Zoom học tập cùng với nhóm học tập, hai là bỏ quỹ tự do tài chính 10.000. Số dư hiện tại bây giờ là 1.026.000. Cảm ơn tiềm thức, cảm ơn tiềm thức. Thành công thứ ba là sử dụng sức mạnh tiềm thức, thành công hút nguồn lực như mình mong muốn. Thành công thứ tư, thu hồi vốn, thu nhập là 2 triệu. Cảm ơn tiềm thức, cảm ơn mẹ Giàu, cảm ơn cha Giàu. Quá tuyệt vời, xin chúc mừng Miss Nguyễn Hằng ạ. Huấn luyện tiềm thức của mình làm đạt tất cả những mục tiêu như mình đã đặt ra. Quá tuyệt vời luôn. Thành công thêm 2 thành công nữa cả nhà nha. 2 thành công nữa là mình bắt đầu học nội dung. Không hề dơ mất. Thành công tiếp theo ngày hôm nay của Miss Trần Hoa, một là tham gia đầy đủ các buổi Zoom, hai là tiền về 10 triệu. Cảm ơn tiềm thức, tôi là nam châm hủ tiền. Thành công thứ ba là bỏ quỹ tự do tài chính 100.000 để về 100 tỷ. Thành công thứ tư là khách hàng tự động gõ cửa mua hàng. Quá tuyệt vời. Chị Trần Hoa ở Sài Gòn mà khách hàng tự động gõ cửa mua hàng ở Hà Nội. Đáng không? Quá tuyệt vời luôn. Thành công tiếp theo ngày hôm nay của Miss Gita Nguyễn, một là tham gia Zoom sức mạnh tiềm thức đón nhận nhiều kiến thức giá trị. Thành công thứ hai là tiền về 600 đô bằng 15 triệu Việt Nam đồng. Sau đó dùng tái đầu tư. Quá tuyệt vời luôn. Đầu tư để giúp cho mình có nhiều tài sản hơn. Thành công thứ ba, ăn uống miễn phí. Thành công thứ tư, trao giá trị cho 10 người bạn siêu chất lượng. Cảm ơn tiềm thức, cảm ơn tiềm thức, cảm ơn cha Giàu Lê Đức, mẹ Giàu Hoàng Phương, cảm ơn nhóm trưởng Mr. Anh Ngọc Lâm cùng toàn thể tất cả những anh chị em trong mãi mãi trường tồn. Quá tuyệt vời luôn, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Như vậy thì Phương sẽ xem thời gian rồi. Con hai thành công nữa, Vương cố gắng đọc nốt thành công của anh chị em mình ngày hôm nay nha. Rất là đang trên đường cảm xúc. Một là thành công ngày hôm nay của Mỹ Đinh Phương, đi đường đèn xanh thông thoáng đảm bảo an toàn, khách hàng vui vẻ mua hàng, chia sẻ kết nối công việc với anh chị em vui vẻ, dễ dàng và vui vẻ. Thành công tiếp theo là vợ chồng con cái vui vẻ, hòa thuận, tiền về 500.000. Rồi xin chúc mừng Mỹ Đinh Phương nha, quá tuyệt vời. Đinh Phương này lâu lắm rồi Phương mới thấy vào học lại này. Thành công tiếp theo ngày hôm nay của Mỹ Hải Kích, một là bỏ quỹ tự do tài chính 20.000 để về 20 triệu, hai là gia đình hòa hợp, con cái thông minh thiên tài, ba là dậy sớm vào Zoom đọc sách cùng với đội nhóm. Thành công thứ tư là đi đường đèn xanh thông thoáng đảm bảo an toàn. Thành công thứ năm là tiền về 1 triệu, cảm ơn tiềm thức, tôi là nắm cho 1 tiền. Cảm ơn tiềm thức. Rồi, xin chúc mừng toàn thể thành công của anh chị em chúng ta trong ngày hôm nay, quá tuyệt vời ạ. Chúng ta hãy thả một trái tim tràn màn hình để chúc mừng thành công của đại gia đình chúng ta ngày hôm nay nha. Đó, mỗi ngày mình phải đọc thành công, mỗi ngày mình ăn mừng thành công của bạn mình đi. Điều gì đến với chúng ta? Thành công đến với chúng ta nhiều hơn. Tâm trí chúng ta suy nghĩ điều gì thì điều đó đến chúng ta càng nhiều. Rồi, bây giờ chúng ta sẵn sàng giấy và bút để mình bắt đầu học nội dung chính nha. Quyền năng kỳ diệu của tiềm thức. Tiềm thức thì có rất là nhiều quyền năng kỳ diệu, rất nhiều quyền năng vô hạn. Và quyền năng tiềm thức thì thực thi cho chúng ta bằng rất nhiều con đường khác nhau. Và con đường nào nhanh nhất, dễ nhất thì tiềm thức sẽ tìm kiếm con đường đó để hấp dẫn cho mình đạt mục tiêu. Chính vì thế là việc của anh chị em chúng ta chỉ cần ra quyết định, hình dung tưởng tượng, còn kết quả như thế nào là việc làm của tiềm thức, đúng không ạ? Mình không cần suy nghĩ đến tiềm thức thực thi cho mình như thế nào đâu, việc đó là việc của tiềm thức. Chính vì thế là quyền năng kỳ diệu của tiềm thức, đầu tiên thì tiềm thức sẽ cho chúng ta một cái quyền năng rất là gần gũi với cuộc sống của mình, rất là gần gũi luôn, đó chính là tiềm thức giúp cho chúng ta thu hút, sở hữu các đồ vật, nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Tiềm thức hấp dẫn thu hút cho chúng ta sở hữu những đồ vật, nhu cầu thiết yếu hàng ngày của chúng ta. Như vậy thì trong cuộc sống hàng ngày của mình cần những thứ gì, mình cần những đồ dùng gì, mình cần những cái nhu cầu gì thì mình hãy nói chuyện với tiềm thức, mình hãy cài đặt mục tiêu vào với tiềm thức, và bằng một cách dễ dàng nhất tiềm thức sẽ tìm những nguồn lực bên trong vũ trụ hấp dẫn cho chúng ta đạt được chính xác cái mục tiêu đó. Phương ví dụ như ở trong quyển sách Sức mạnh tiềm thức, ở trang số 175 thì bác tiến sĩ Joseph Murphy bác có kể cho chúng ta nghe một mẩu chuyện, đó là mẩu chuyện về cô gái ước mơ có một chiếc xe Cadillac, đúng không ạ? Ở trang 175 Phương sẽ đọc cho toàn thể anh chị em mình nghe câu chuyện này để mình rút ra một bài học, qua câu chuyện này. 175 ở đây, 175 thì làm thế nào để mình đạt được điều mình mong muốn. Đây là một cô gái tên là Margaret, một cô thường đi tham dự các buổi thuyết giảng của tiến sĩ Joseph Murphy, nhưng mà cô từ nhà đến ở hội trường tham dự buổi thuyết giảng thì chưa gần, đường đi thì chưa dễ dàng, chưa thuận tiện, cho nên cô rất là mong muốn có một chiếc xe ô tô để cô đi. Sau đó cô nghe được những kiến thức của bác Joseph Murphy thì cô đã ứng dụng thành công chính xác điều cô mong muốn. Chính vì thế là cô đã gửi bức thư cho tiến sĩ Joseph Murphy, và bức thư này thì được tiến sĩ Joseph Murphy chia sẻ lại với chúng ta. Thì Phương xin đọc bức thư này của cô gái ha. Tiến sĩ Joseph Murphy thân mến, tôi đã nhận thức rằng mình cần phải có một chiếc xe hơi nếu muốn phát triển bản thân. Tôi không có cách nào khác để có thể thường xuyên đến theo dõi các buổi thuyết giảng của ông một cách thuận tiện. Và rồi tôi đã quyết định rằng tôi phải phấn đấu để có được một chiếc xe. Hơn nữa, đã phấn đấu thì tôi nên cố gắng để có được chiếc xe mà tôi hằng ao ước. Đó là một chiếc xe Cadillac. Thế là chỉ bằng trí tưởng tượng của tôi đã thực hiện tất cả những gì cần làm, cứ như là tôi đã thực sự đi mua và điều khiển một chiếc xe hơi vậy. Tôi đã hình dung rõ ràng rằng chính mình đi vào phòng trưng bày và chạy thử kiểu xe mà tôi yêu thích. Tôi đã liên tục quả quyết rằng chiếc xe Cadillac ấy là của tôi. Tôi đã ấp ủ bức tranh tưởng tượng việc tôi bước vào chiếc xe hơi, việc tôi cầm lái, tôi cảm nhận lớp nệm mềm mại trên ghế và cả những chi tiết khác nữa liên tục trong 2 tuần. Kết quả là tuần vừa rồi tôi đã thực sự lái một chiếc xe Cadillac để đến tham dự buổi thuyết giảng của ông. Đó là bác của tôi đã tặng cho tôi nhân dịp sinh nhật của tôi. Quá tuyệt vời luôn đúng không ạ? Chúng ta hãy nộp 100 vào tay để hưởng ứng công thức này cho chính bản thân mình này. Nếu như mình mong muốn có một chiếc xe Cadillac, hoặc mình mong muốn có sở hữu một chiếc xe mẹ, hoặc mình mong muốn sở hữu một ngôi nhà, hoặc mình mong muốn sở hữu một cái thương hiệu nào đó mình mong muốn mình thích, đúng không ạ? Thì mình bắt đầu áp dụng công thức này, áp dụng câu chuyện này. Vậy thì bài học của mình rút ra ở trong câu chuyện này là gì? Bài học hay còn gọi là công thức để mình ứng dụng là gì? Đó chính là chúng ta hãy hình dung tưởng tượng thật rõ ràng, chi tiết, đầy đủ điều mình mong muốn, đúng không ạ? Mục tiêu mình mong muốn như thế nào thì mình phải hình dung rõ ràng ra, đầy đủ chi tiết, càng nhiều màu sắc, càng nhiều hình ảnh thì chúng ta được tiềm thức hưởng ứng cho mình nhanh hơn. Ví dụ giống như cô gái Margaret này, cô đã ấp ủ và cô hình dung tưởng tượng đến 2 tuần, lặp đi lặp lại liên tục trong 2 tuần. Cô đã nhìn thấy cô bước vào chiếc xe hơi để cô đi này, cô cảm nhận lớp nệm mềm mại này, cô luôn quả quyết là chiếc xe hơi ấy là của tôi, lòng tôi đã đón nhận nó là của tôi. Như vậy thì chúng ta cũng dựa vào cái bức thư mẫu này, chúng ta hãy viết cho mình một bức tranh như mình mong muốn. Mình mong muốn sở hữu cái gì thì mình hãy viết ra dựa trên công thức này. Đó chính là cách làm việc của tiềm thức, và đây cũng là một quyền năng kỳ diệu đầu tiên mà tiềm thức hưởng ứng cho mình, hấp dẫn cho mình, thu hút cho mình những đồ vật nhu cầu thiết yếu mà mình mong muốn trong cuộc sống hàng ngày. Rất là dễ dàng để mình ứng dụng, đúng không ạ? Rồi, thêm một quyền năng thứ hai nữa mà tiềm thức cho chúng ta, đó là giúp cho mình thu hút đến với mình những nguồn lực về con người. Những nguồn lực về con người, ví dụ như là người bạn đồng hành của mình, hoặc ví dụ như là đối tác của mình, đối tác trong kinh doanh, trong làm việc với mình, hoặc ví dụ như là những mối quan hệ xung quanh chúng ta như chúng ta mong muốn. Hoặc nữa là tiềm thức giúp cho chúng ta thu hút cho mình một người bạn đời lý tưởng. Người bạn đời lý tưởng, ví dụ anh chị em nào ở trong vùng chúng mình chưa có gia đình thì đây là một bức tranh, mẫu, một công thức rất là vi diệu cho mình luôn. Mình mong muốn người vợ mình như thế nào, mình mong muốn người chồng mình như thế nào, người yêu mình như thế nào thì mình hãy viết ra, đúng không ạ? Và ở quyền năng thứ hai này thì bác Joseph Murphy, bác cũng cho chúng ta một câu chuyện có thật, từ những học viên đã ứng dụng những kiến thức của bác có thật, và sau đó thì bác đã gửi thư cho bác và bác cũng chia sẻ với mình. Đó chính là trong sách Sức mạnh tiềm thức, trang số 25. Trang số 25, đúng không ạ? Trang số 25 kể về một câu chuyện của một cụ bà 75 tuổi. Cả nhà mình thấy tiềm thức quá đỉnh không ạ? 75 tuổi nhưng mong muốn có một người chồng lý tưởng. Rất là hay ha. Bà đã quá phụ rồi, đã đạt đến độ tuổi là 75 tuổi, nhưng bây giờ là học kiến thức của sức mạnh tiềm thức, được bác Joseph Murphy chia sẻ thì bà thấy hấp dẫn quá và bà thấy hay quá, và bà bảo là bây giờ tin hay không tin thì mình cũng chẳng mất cái gì cả, mình bắt đầu quyết định là ứng dụng ngay lập tức. Thế là bà đã bắt đầu hình dung tưởng tượng một bức tranh là người chồng lý tưởng của bà, bằng cách là bà liệt kê ra những đức tính của người chồng mà bà mong muốn. Sau đó thì bà đã hình dung tưởng tượng lặp đi lặp lại. Chúng ta dở sách của mình ở trang 24, chúng ta đọc câu chuyện này ha. Phương tóm tắt luôn cho nhanh, không cần nếu như đọc nữa thì mất thời gian của toàn thể anh chị em mình. Đó là gì? Bà đã viết ra tất cả những đức tính mà bà mong muốn ở người chồng của mình, và bà lặp đi lặp lại mỗi ngày liên tục như vậy. Thì sau 2 tuần bà đã gặp được một vị dược sĩ tại một tiệm thuốc tây ở ven đường. Và vì dược sĩ đó đã tìm hiểu, hai ông bà tìm hiểu nhau và đã cầu hôn bà. Thế là hai ông bà đã cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật ở châu Âu. Đó, rất là hạnh phúc, rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Như vậy thì tiềm thức của mình sẽ giúp cho mình rất là nhiều quyền năng, đúng không ạ? Ngay kể cả người chồng, người vợ lý tưởng, mối quan hệ chất lượng mà tiềm thức cần giúp đỡ được cho mình, thì tất cả những mục tiêu nhỏ, mục tiêu lớn của mình là chuyện rất là đơn giản luôn. Quan trọng là mình hiểu và mình nhớ những kiến thức, những công thức để mình ứng dụng thôi. Và niềm tin của mình là niềm tin nhất quán thì mình ứng dụng đạt kết quả như mình mong muốn chính xác luôn. À, chúng ta nếu như những anh chị em nào mình chưa có gia đình thì mình hãy mượn bức tranh của bà Ruth A. Lặp đi lặp lại những đức tính mà mình mong muốn của một người chồng của mình, người vợ của mình, thì tiềm thức sẽ hấp dẫn cho mình trong thời gian trễ nhất là 2 tuần thôi. 2 tuần là chúng ta đã có bức tranh mẫu người chồng người vợ lý tưởng rồi. Đó. Như tiến sĩ Joseph Murphy thì ông chia sẻ là chúng ta hãy thay đổi suy nghĩ thì chúng ta sẽ thay đổi được số phận của mình. Có nghĩa là suy nghĩ sẽ tạo nên kết quả cho mình, đúng không ạ? Có công thức chúng ta cũng được học rồi. Suy nghĩ tạo cảm xúc sinh ra hành động và hành động tạo kết quả. Vậy thì suy nghĩ sẽ quyết định kết quả của mình. Tư duy gốc rễ sẽ quyết định kết quả, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta chỉ cần thay đổi suy nghĩ. Ngày xưa mình cứ nghĩ là để có được những đồ dùng nhu cầu thiết yếu thì mình cần phải gì ạ? Lao động vất vả, cật lực thì có tiền mình mới mua được. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta đổi lại suy nghĩ của mình là chúng ta làm việc nhưng mà làm việc thông minh, làm việc chăm chỉ kết hợp với thông minh, kết hợp với những công thức, những bí kíp của người thành công để giúp cho mình đạt chính xác những kết quả như mình mong muốn luôn. Và mình luôn luôn khẳng định là những điều mình thích mình làm được, và những đồ dùng mình thích là mình phải đặt mục tiêu ra và mình bảo là lòng tôi đã đón nhận nó là của tôi. Mình khẳng định, mình quả quyết như vậy thì tiềm thức sẽ hấp dẫn cho mình nhanh hơn. Rất là hay, một cái quyền năng thứ hai rất là hay, đó chính là hút nguồn lực, hút mối quan hệ chất lượng, hút người trong lý tưởng, rất là hay luôn ạ. Rồi thêm một quyền năng thứ ba nữa mà tiềm thức cho mình, đó chính là sử dụng quyền năng của tiềm thức để giúp cho mình thành công trong kinh doanh, thành công trong kinh doanh, thành công trong các mối quan hệ, hòa hợp trong công việc kinh doanh của mình. Như vậy thì ở quyền năng thứ ba này thì chúng ta cũng có một câu chuyện ở trang 240. Câu chuyện 240 thì viết về một anh tổng giám đốc công ty tập đoàn. Nếu như chúng ta có sách thì mình hãy giữ sách trang 240 luôn ha. Câu chuyện này chúng ta ứng dụng cho công việc của mình rất là tốt, đặc biệt là những anh chị em kinh doanh có doanh nghiệp riêng, có công ty, có tập đoàn riêng, hoặc anh chị em nào đang kinh doanh hệ thống có đội nhóm, chúng ta cần được mẫu này. Đó chính là gì ạ? Hạnh phúc sinh ra từ một tinh thần thanh tịnh. Đây là câu chuyện kể về một vị tổng giám đốc của một tập đoàn có tiếng. Trong thâm tâm của ông đầy ắp sự oán giận đối với các vị phó chủ tịch và chủ tịch của tập đoàn. Ông cảm thấy họ luôn luôn phản đối lại tất cả những ý tưởng của ông đưa ra, làm cho tập đoàn rơi vào chiều hướng tồi tệ. Lợi nhuận và thị phần của tập đoàn đều bị giảm sút, giá cổ phiếu của công ty cũng đang tuột dốc. Tất cả những điều đó đang khiến cho ông lo lắng cùng cực. Và sau khi ông nói chuyện với tiến sĩ Joseph Murphy thì ông ấy đã có cách giải quyết về vấn đề kinh doanh của mình. Đó là gì ạ? Mỗi buổi sáng khi thức dậy thì điều đầu tiên ông làm là lặng lẽ khẳng định chắc chắn những điều sau đây. Như vậy là mỗi buổi sáng thức dậy ông đều lặng lẽ khẳng định những cái câu nói như thế này ạ. Tất cả những người đang làm việc trong tập đoàn của chúng tôi đều là những người trung thực, chân thành, hợp tác, đáng tin cậy và đầy thiện ý. Họ đều là những mắt xích trí tuệ và tinh thần trong toàn bộ dây chuyền phát triển, thịnh vượng và thành công của tập đoàn này. Tôi luôn luôn thể hiện tình yêu thương, sự thuần hòa và mọi tình cảm tốt đẹp trong tư tưởng, lời nói và hành động của mình đến với hai đồng nghiệp của tôi cũng như tất cả mọi thành viên khác trong tập đoàn. Chủ tịch và phó chủ tịch tập đoàn chúng tôi vốn đã được dẫn dắt kỳ diệu trong mọi công việc của họ. Trí huệ vô lượng của tiềm thức trong tôi sẽ thực hiện mọi quyết định thông qua tôi. Trong mọi giao dịch kinh doanh cũng như trong mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ có những hành xử đúng đắn mà thôi. Thanh minh và hòa hợp là những điều ngự trị cao nhất trong khối óc và trái tim của mọi người trong tập đoàn, kể cả chính tôi. Từ bây giờ, tôi sẽ luôn bước vào một ngày mới với đầy ắp niềm tin, quyết đoán và rất nhiều kỳ vọng. Sau đó thì thì ông đã lặp đi lặp lại như vậy đi ạ. Tiềm thức đã dẫn dắt, tiềm thức đã dẫn dắt trong tâm trí của ông trong tất cả mọi công việc hàng ngày. Thế thì sau đó thì ông đã được tất cả sự hòa hợp trong công ty. Phó giám đốc, phó chủ tịch tập đoàn, công ty đều đã rất là khen ngợi với những ý tưởng của ông, với những kết quả của ông, đã ghi nhận công lao, đã ghi nhận những kết quả, những thành tích của ông mang về cho công ty tập đoàn. Đúng không? Như vậy thì ông phó chủ tịch này đã biết được cách xử lý vấn đề từ gốc rễ, có nghĩa là sử dụng sức mạnh tiềm thức để thay đổi cái suy nghĩ sâu thẳm bên trong tiềm thức của mình. Cho nên là chúng ta hãy lấy đây là một công thức để mình kinh doanh tốt cho công việc của mình. Ngày xưa Phương có một doanh nghiệp, Phương có mở công ty về ô tô, về chăm sóc xe hơi, đúng không ạ? Có rất là nhiều nhân viên, thì mỗi nhân viên một tính cách khác nhau. Thế nên là rất là mong muốn trong hệ thống của mình sẽ có sự đoàn kết yêu thương nhau, bởi vì đoàn kết yêu thương, thấu hiểu nhau thì mới giúp cho nhau tiến xa hơn được. Chính vì thế khi Phương đọc đến câu chuyện này, ngay lập tức Phương sử dụng cái bức tranh này luôn. Phương viết ra ở trong này những cái dòng chữ in nghiêng là công thức của mình, những dòng chữ in nghiêng Phương vừa mới đọc. Chúng ta hãy viết ra công thức này và chúng ta hãy hình dung tưởng tượng tất cả những thành viên trong công ty, trong tập đoàn của mình, trong đội nhóm của mình, trong hệ thống của mình. Họ đều là những mắt xích, luôn luôn là tích cực, luôn luôn là hướng tới sự thành công, hòa thuận, vui vẻ, đoàn kết với nhau. Đó, như vậy thì sẽ giúp cho mình đạt được những cái kết quả như mình mong muốn. Đó là cái quyền năng thứ ba. Rồi thêm một quyền năng cuối cùng là quyền năng tiềm thức sẽ giúp cho chúng ta có được những mối quan hệ hòa hợp. Có những mối quan hệ hòa hợp trong gia đình. Đúng không? Ví dụ như trong gia đình của mình, mình cần được hòa hợp với chồng mình, hoặc là chồng mình cần hòa hợp với vợ, đúng không ạ? Con thì cần hòa hợp với bố hoặc mẹ, hoặc hòa hợp với ông bà, đúng không ạ? Thì chúng ta chỉ cần một cách đơn giản nhất, đó là mình đọc tên của mình, kết hợp tên của chồng mình và sử dụng cụm từ hòa hợp. Cụm từ hòa hợp thì ngay lập tức tiềm thức sẽ hấp dẫn cho mình được đạt chính xác như mình mong muốn luôn. Đó, ví dụ như là ở trong gia đình, Phương rất muốn hòa hợp với ông xã của Phương. Mình chỉ cần đọc thôi, Phương hòa hợp với Lê Đức, đúng không? Hoàng Phương hòa hợp với Lê Đức. Hoặc là ở trong phòng dung của mình muốn hòa hợp với bạn của mình thì mình hãy đọc tên là Phương hòa hợp với Mỹ Tân Hoa, hoặc Phương hòa hợp với Mỹ Tân Ngọc Lâm. Đó, Phương hòa hợp với Mỹ Ngọc Hoa. Đó, đúng không ạ? Hay chúng ta chỉ cần đọc thôi. Bạn của mình, đối tác của mình, mối quan hệ của mình mong muốn họ cũng giống như mình, thì mình chỉ cần là sử dụng cụm từ hòa hợp thôi, rất là dễ dàng. Và Phương kể cho toàn thể anh chị em chúng ta nghe một câu chuyện có thật, là một người chị ở ngoài quê Quảng Bình của Phương. Khi Phương chia sẻ livestream ở trên Zoom như thế này, ở trên Facebook, thì chị ngày hôm đó đúng cái buổi mà Phương chia sẻ cái nội dung ngày này là chị tự nhiên chị vào, chị tham dự. Thế thì khi vào tham dự thì đến cái quyền năng thứ tư này là sử dụng cụm từ hòa hợp để hòa hợp trong gia đình. Bởi vì gia đình của chị là có một người chồng rất là thích uống rượu và rất thích vui vẻ với bạn bè. Chính vì thế mỗi lần anh đi uống rượu là ngay lập tức chị là thể hiện ra mặt luôn, không muốn, không thích, không cần. Thế nên là mối quan hệ giữa hai vợ chồng chưa được, càng ngày càng chưa được tốt. Thế nên khi vào đúng buổi Phương chia sẻ cái nội dung này, là sau cái buổi này là chị đã điện thoại với Phương là bây giờ nói như vậy có đúng hay không, có thật hay không, thì chia sẻ cho chị thật hay không, thì chị tự ứng dụng, thì chị sẽ tự cảm nhận và tự biết. Thế thì Phương ứng dụng cho chị là hướng dẫn cho chị ngay lập tức. Ngày hôm đó anh ra khỏi nhà, nghĩa là chị bắt đầu là chị đó tên Thơm và anh tên Dũng, chị bảo là Thơm hòa hợp với Dũng, Thơm hòa hợp với Dũng. Thì chiều hôm đó anh đi nhậu về bình thường, vui vẻ, không có cái gì gọi là say với giống như ngày xưa nữa. Và khi anh về thì chị bảo là qua sao hôm nay về sớm, thì anh bảo là không hiểu sao đang uống tự nhiên thích về thì về thôi, bởi vì ở nhà vợ đã đọc thân chú rồi, đúng không ạ? Vợ ở nhà đã đọc thân chú rồi cho nên nóng ruột về ngay, đúng không ạ? Đó, Cho nên chúng ta có bí kíp rất là hay ha. Và những lần sau nữa anh đi thì chị lại ở nhà tiếp tục đọc thì lúc này về là chị giả đò không vui vẻ, đúng không? Giả đò không vui vẻ xem thử anh thế nào, thì ngay lập tức là anh đã thẩm thấu câu thần chú là dụng hoa hợp với thơm, dụng hoa hợp với thơm. À đúng ạ, dụng hoa hợp với thơm, ngày xưa thì thơm hoa hợp với dụng, nhưng bây giờ từ bản thân anh tự đọc luôn. Thế thì khi mà vợ chồng có điều gì đó chưa vui, đúng không ạ, ngay lập tức anh và chị nhớ ngay đến cụm từ hòa hợp, tự nhiên hai vợ chồng đọc là hai người tự nhiên vui hòa hợp, không có điều gì luôn, rất là vui vẻ, hạnh phúc, hòa hợp. Thế nên cái cụm từ, cái từ hòa hợp này nó rất là quyền năng, chúng ta cứ ứng dụng đi, chúng ta sẽ trải nghiệm được bài học mà Phương chia sẻ rất là tuyệt vời ạ. Đó chính là 4 quyền năng cơ bản. Chúng ta hãy sử dụng những 4 bức mẫu này để mình ứng dụng cho công việc, cho cuộc sống của mình, giúp cho mình ngày càng tốt hơn. Đó là quyền năng kỳ diệu của tiềm thức ha. Rồi, nội dung tối hôm nay Phương chia sẻ đến đây xin tạm dừng, xin kết thúc và xin chúc cho toàn thể chúng ta đón nhận nhiều kiến thức và giúp cho mình ứng dụng đạt kết quả như mình mong muốn, siêu tuyệt vời. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại chúng ta trong chương trình ôn tập nha. Bye bye cả nhà.